Sao vậy sếp? Sao có thời gian tới kiểm tra hàng của chúng tôi vậy? Đi ăn cướp còn chưa đủ, con định buông lậu vũ khí, dùng tiệm bán đồ chơi để ngụy trang, giúp Lâm Khôn xuất hàng. Rất thông minh, cậu cũng không ngu, liếc một cái là biết nguồn hàng ở đâu. Điều tra tôi lâu lắm rồi à? Anh hại con trai tôi như vậy, tất nhiên tôi phải điều tra rồi. Tôi còn chưa giết anh đó, dám đụng tới đại ca tôi giết chết bây giờ, đúng là chán sống. Có thể là anh Khôn gọi. Cây súng đó là đồ chơi. Làm cảnh sát bao lâu rồi? Chắc phải biết chứ. Sau khi anh nằm xuống thì biết thật hay giả thôi. Thanh tra, bên chúng tôi có 6 người, cậu chỉ có một mình với một cây súng. Chênh lệch quá rõ ràng. Đừng lãng phí thời gian. Bảo vệ anh Quân. Hồng Kông, Broadband. Sếp Quả, cả đám đi đâu vậy? Có hành động, xuất phát. Hành động gì? Thời gian cấp bách, về tôi sẽ báo với anh. Đứng lại. Anh có coi tôi là cấp trên không? Có hành động mà không báo tôi biết. Lên đây. Lên đây. Dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Tôi có được mật mã di động của Lâm Khôn, vừa giải được nên biết địa chỉ kho vũ khí. Kho vũ khí, chuyện lớn như vậy tôi chưa nghe anh nhắc qua. Thời gian gấp lắm, đợi tôi về giải thích. Bây giờ anh lập tức vào phòng giải thích. Vào đây. Di động gì của Lâm Khôn? Mật mã gì nữa? Mật mã kho vũ khí của Lâm Khôn là Trương Quân gửi cho anh sao? Anh nói hai người không liên lạc mà. Chuyện này tôi sẽ giải thích. Trương Quân rất thông minh, cậu ta sắp giải mã thành công. Tôi phải tìm được kho vũ khí trước cậu ta. Chỉ có một nhóm chữ số thì nó là kho vũ khí. Sao tôi biết thật hay giả? Chỉ có một nhóm chữ số thì nó kho vũ khí sao? Đúng vậy, Bắc Vĩ 22 độ, 20 phút 43 giây, Kinh Độ 114 độ, 6 phút 45 giây. Thì ra Lâm Khôn giấu lô vũ khí ở bãi container, mà chữ số cuối cùng tôi tin chắc là số container.
Sếp Quả, tôi hành động được rồi phải không? Khoan đã. Hành động lần này rất nguy hiểm, cứ để tôi phụ trách. Tôi sẽ xin cấp trên chi viện. Còn nữa, tôi muốn anh Vũ Trương Quân xuất hiện. Lần này tôi không chỉ muốn phá án kho vũ khí, mà tôi còn muốn bắt Trương Quân. Anh đừng làm thêm nhiều chuyện nữa. Anh sợ tôi phụ trách cướp công của anh sao? Tôi chỉ không muốn tốn thời gian. Trương Quân rất thông minh. Tôi giải được mật mã thì cậu ta cũng có cơ hội giải mã. Nếu chậm một bước thì hắn sẽ lấy được kho vũ khí. Tôi thấy anh không muốn dụ anh ta ra, không muốn anh ta ngồi tù. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi. Vậy thì anh phải làm theo lời tôi. Tôi là cấp trên của anh. Anh hiểu chứ? Tôi đúng là không nhìn lầm cậu. Chỉ có cậu mới giải được mã. Vẫn chưa nhìn thấy lô hàng. Lỡ tôi đoán sai thì sao? Xem ra không phải rồi. Container có nhiều hàng như vậy, cậu đến một mình, chỉ hai tay khiêng được bao nhiêu? Nếu tôi đoán không sai, Lucky và Salad chỉ ở gần đây. Bốn người chúng ta là một. Ngày xưa tôi nói rồi, có kiếp này không có kiếp sau. Đây là vụ lớn. Có phần của họ, cũng có phần của cậu. Anh ấy rõ ràng là bạn thân của Trương Quân. Bây giờ tự nhiên nó muốn bắt người ta. Hình như hai người đó thông đồng. Dừng. Khoan hành động. Chuyện gì? Câu cô vừa nói, tôi muốn cô nói lại lần nữa. Nói. Tôi nói anh ấy rõ ràng là bạn thân của Trương Quân. Bây giờ tự nhiên muốn bắt người ta. Nói hai người có thông đồng với nhau phải không? Cô cũng cảm thấy tôi và Trương Quân thông đồng sao? Sao tôi biết được? Biết đâu anh và Trương Quân thông đồng, đợi chúng tôi ra ngoài vào cướp trụ sở cảnh sát thì sao? Hoặc là đợi khi chúng tôi lấy được kho vũ khí rồi cướp trong tay chúng tôi. Đúng vậy. Cô theo tôi nhiều năm, lần này là chính xác nhất. Sếp Quả, tôi yêu cầu hủy hành động hôm nay. Anh có bị gì không? Anh tin lời Tiểu Hải nói Trương Quân sẽ nhân cơ hội này cướp trụ sở cảnh sát chúng ta sao? Tôi còn biết, nhưng mà tôi không hiểu tại sao Trương Quân gửi mật mã cho tôi. Tại sao cậu ta không sợ tôi lấy kho vũ khí? Vì cậu ta quá tự tin. Tôi hiểu cậu ta. Cậu ta rất thông minh và cũng rất cẩn thận, nhất định không đơn giản. Có lẽ Tiểu Hải nói đúng. Cậu ta muốn dụ chúng ta ra ngoài. Cậu ta càng muốn chúng ta ra ngoài, chúng ta càng không nên ra ngoài. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Cảnh sát. Các sếp à, tôi chỉ kiếm container để áo thôi. Có cần đua nhau chĩa súng vào tôi không? Cậu nói lần này không có sai sót. Tôi mới ký duyệt cho hai đội người chi viện. Tại sao cuối cùng là như vậy? Xin lỗi sếp, lần này đúng là tôi sơ sót. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ trong tổ tôi lại có người là nội gián. Cậu nói rõ hơn. Bây giờ cậu nói ai là nội gián? Chính là đội Nhất Phi. Tôi nghi ngờ anh ta và Trương Quân thông đồng. Nói cho Trương Quân biết trước kho vũ khí ở đâu. Trương Quân khiêng vũ khí đi trước chúng tôi. Nếu hai người họ không thông đồng thì tại sao lại như vậy? Vậy chú có thích móc chìa khóa này không? Con và ba con cùng đi mua đó. Tại sao tôi sơ ý, đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không ra? Thật ra có chuyện gì? Xin lỗi sếp, móc chìa khóa con gái Trương Quân tặng tôi, thì ra con gắn máy nghe lén. Cho nên khi tôi giải mã xong, thực ra Trương Quân đã nghe thấy hết, cho nên đến đó trước chúng ta, cho người lấy vũ khí đi. Anh nói nó là máy nghe lén thì máy nghe lén à. Tôi cũng có thể nói hai người lợi dụng cái này để liên lạc cho nhau. Bây giờ tôi có thể kiện anh tội ngang nhiên hủy hoại vật chứng. Sếp Quả, tôi thấy đủ rồi. Sau khi sếp Phi điều về đồn cảnh sát đã phá rất nhiều vụ án lớn. Lần này tôi tin cậu ấy chỉ là sơ suất nhất thời, chứ không phải là nội gián. Không phải đâu sếp Đại. Thật ra tôi cũng muốn hỏi cậu, trước khi hành động, có phải sếp Phi có góp ý với cậu tìm cảnh sát quận khác giúp đỡ để nhanh chóng đến địa điểm làm việc không?
Có lẽ Tiểu Hải nói rất đúng. Cậu ta muốn dụ chúng ta ra ngoài. Chúng ta càng không nên ra ngoài, không được trúng kế cậu ta. Bây giờ chúng ta biết vũ khí ở đâu, không để đứng nhìn Trương Quân lấy đi. Chúng ta có thể điều đồng nghiệp ở quận đó hành động, họ sẽ đến nhanh hơn. Bây giờ đang nói đến cả một container vũ khí. Đây là một vụ lớn. Nếu tôi phá được vụ án này, trên vai sẽ thêm một ngôi sao. Bây giờ anh kêu tôi cho cảnh sát quận khác hành động, anh còn ngăn cản tôi nữa thì tôi kiện anh. Nói anh và Trương Quân thông đồng với nhau. Nhớ kỹ, lát nữa anh điện cho Trương Quân, kêu cậu ta đến bãi container. Hôm nay tôi nhất định phải bắt Trương Quân ngay tại trận. Xuất phát. Dạ. Sếp Đại, ai nói anh nghe chuyện này? Có hay không? Có. Sếp Quả, lần này anh xử lý vụ này đúng là có chỗ thiếu sót. Hy vọng sau này anh lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn. Đội cảnh sát là một tập thể, đừng chỉ biết lo một mình giành công. Cậu hiểu chứ? Dạ hiểu, xin lỗi sếp. Tốt, tôi đang đợi bản báo cáo của cậu. Anh Quân, Salad, lần này lên nha. Anh Quân, chúng ta chơi anh Phi một vố, lần này còn được làm bạn nữa không? Nếu tính sổ, cậu ấy cũng gạt chúng ta 12 năm. Làm người ngợm lâu như vậy, bị chơi thêm lần này nữa, phía cảnh sát muốn tin cậu ấy cũng khó đó. Có thể sẽ lập hồ sơ điều tra cậu ấy. Chúng ta mở sẵn cánh cửa, đợi cậu ấy về đi. Lên, số 3. Số 3, số 3 lên đi. Số 3, số 3 lên. Sếp Phi, số anh chọn lại trúng nữa. Chỉ ly cà phê này anh trả tiền. Chuyện nhỏ tôi mời hết tháng này. Đúng rồi, lần nào anh cũng đoán trúng. Sao anh không muốn? Tôi hết cờ bạc rồi. Anh ơi, đến ngay, đến ngay. Cậu từng điều tra chủ trọ cũ của Đỗ Nhất Phi phải không? Sao anh biết vậy? Vì tôi cũng giống cậu, muốn biết nhiều hơn về chuyện xưa của Đỗ Nhất Phi. Tôi tìm được chủ trọ cũ của anh, biết được trước kia anh ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Sau đó không biết tại sao, chỉ trong một đêm, anh trả hết toàn bộ số nợ. Mà người trả nợ giùm anh là cấp trên của anh. Có phải là sếp Hoàng đã qua đời không? Phải thì sao, không phải thì sao? Tuy tôi không khẳng định, nhưng mà tôi nghi ngờ cái chết của sếp Hoàng rất có thể liên quan tới anh ta. Ý cậu nói sát thủ thần bí đó là anh ta sao? Có bằng chứng không? 24 năm trước, có người đàn bà tên Diệp Mỹ Quyên. Bà ấy mua sát chồng mình bị xử ngồi tù. Lúc đầu bà ấy luôn miệng nói mình bị quan, nói bị cảnh sát vu quan. Lúc đó người phụ trách vụ án hình như là anh và sếp Hoàng. Cậu có nghe qua tội phạm nào không nói mình bị quan không? Quan hệ của anh và sếp Hoàng không đơn giản. 24 năm, hay anh làm những gì không một ai biết. Có phải cuối cùng không đi đến thống nhất nên có một người phải chết không? Tôi không hiểu ý cậu nói gì. Làm gì mà gấp vậy? Vì tôi nói trúng phải không? Anh có liên quan đến cái chết của sếp Hoàng. Cậu có chứng cứ gì? Không có. Cho nên tôi mới điều tra. Tôi phải nhắc nhở cậu. Bây giờ cậu không phải cảnh sát. Chuyện điều tra cứ để cảnh sát chúng tôi làm. Sếp Quả, tôi có một yêu cầu rất nghiêm túc. Tôi muốn khôi phục chức vụ, gia nhập vào tổ Đỗ Nhất Phi. Đúng. Đúng là tôi muốn điều tra Đỗ Nhất Phi. Nhưng mà sự việc không đơn giản. Anh ta vừa người vừa ngợm. Trương Quân thông minh như vậy, cũng bị anh ta gạt hết 10 năm. Nếu như anh ta là hắc cảnh, thì anh ta có thể là người khó đối phó nhất. Tôi dạy cho cậu một câu. Là một người dân bình thường, có những việc biết càng ít càng tốt. Cậu hiểu chứ? Thực ra vụ án sếp Hoàng, cậu đã được vô tội phóng thích. Tại sao cậu nhất định phải bắt Đỗ Nhất Phi? Tôi chỉ muốn bắt được hung thủ. Tên hung thủ giết sếp Hoàng, làm tôi bị hôn mê lâu như vậy, mất đi trí nhớ.
tôi mất đi hôn nhân, mất đi vợ con của mình. Hắn làm tôi mất đi gia đình, giống như nhắm vào tôi vậy. Tôi không biết bước tiếp theo hắn có hại người nhà tôi không. Nói chung không bắt được hắn, tôi không yên lòng. Nếu hung thủ đúng là Độ Nhất Phi thì càng phải vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Sếp Hòa, tôi mong anh duyệt tôi khôi phục chức vụ. Nếu như đôi tay cậu được lành lặn, tay bắn giống như trước, tôi sẽ duyệt cho cậu. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Ở bàn bên kia, cô còn trẻ như vậy đâu cần đến đây làm gì. Không sợ nói với cô, thật ra tôi mới vừa được ra tù. Bây giờ kiếm việc hơi khó, hiếm khi chủ quán chỗ này không ngại tuyển một người như tôi, nên tôi phải cố gắng. Mỹ Quyên, giám đốc, lấy ra cái gì? Chỗ này trước sau có hai bịch tiền xu, một bịch 1 đồng, một bịch 10 đồng. Sau khi cô qua đây rửa chén thì bịch 10 đồng mất tiêu. Không phải cô thì ai? Không có giám đốc, tôi chỉ đem chén để ở đây rồi đi về chỗ rửa chén tiếp. Tôi không hề đụng đến chỗ này. Giám đốc, giờ này là giờ ăn trưa, người ra vào tấp nập, sao anh cứ nói tôi vậy? Tôi đã nói với chủ là đừng tuyển loại người như cô, chính là sợ cô ngồi tù tay chân không sạch sẽ. Nè, anh nói cẩn thận. Tôi từng ngồi tù, nhưng anh đừng có vu oan tôi. Tôi ghét nhất loại người này. Tôi không có lấy. Được rồi, cô đừng giải thích. Chút tiền đó coi như mua một bài học. Mời cô lập tức rời khỏi đây. Về thì về, nhưng phải trả lương mấy ngày tôi làm. Cô còn dám đòi lương? Có tin tôi báo cảnh sát không? Cô muốn ngồi tù nữa à? Có muốn không? Đứng đây làm gì? Làm việc đi. Thang máy lâu đời quá nên chậm như vậy. Mới bị người ta vu oan ăn cắp tiền, trút giận cũng đúng. Lúc nãy anh ở trong đó nhìn thấy hết sao? Anh tin tôi không phải ăn cắp tiền sao? Người ăn cắp tiền ít ai đòi lại tiền công của mình lắm. Trực giác nói với tôi, cô là người tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Làm công thôi mà, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Người khác thì được, người từng ngồi tù như tôi khó kiếm lắm. Tôi mở xưởng may, đang tuyển tạp vụ, cô có muốn làm không? Muốn. Tôi cầm giùm cho. Được rồi, cảm ơn anh. Ngứa quá. Con muỗi chết tiệt cắn lòng bàn tay. Cô giúp giùm tôi được không? Được. Như vậy thì anh tự gãi được rồi. Thực ra không nhất thiết phải xài Eagle. Một khẩu Eagle cũng nặng khoảng 5 pao. Lực giật lùi lại mạnh. Theo tôi thấy, nên xài súng của cảnh sát. Một khẩu súng cảnh sát chỉ 1.9 pao. Anh duy trì tập kiểu này, đừng nói là bắn 2 phát, liên tục 3 phát cũng còn được. Bây giờ quan trọng nhất là đi làm lại. Về tổ trọng án không nhất thiết phải tập Eagle. Hai người không hiểu đâu. Khẩu Eagle đối với tôi rất quan trọng. Anh xài đi. Thôi, khó lắm mới thắng được khẩu Eagle này. Cô xài đi. Khẩu này chưa tính băng đạn cũng được 5 pao rồi, không thích hợp với tôi. Cô không phải thích Eagle sao? Tôi thích lắm. Tôi thích khẩu súng Eagle này, nhưng mà tên anh là Eagle, anh thích hợp xài hơn. Cảm ơn cô. Cô, tôi có thể giúp được gì? Nhà tôi có rất nhiều chuột. Có loại thuốc nào cực mạnh không? Xin lỗi chị, xin lỗi. Không sao, có làm chị bị thương không? Chị là Mỹ Quyên phải không? Hình như tôi không quen cô. Không phải, tôi nhận ra chị, tôi nhận ra.
Mấy hôm trước chị điện đến sở cảnh sát tìm sếp Phi và sếp Quang. Thì ra người nghe điện thoại là cô. Chính là tôi. Thế giới này nhỏ bé thật. Vậy mà chúng ta cũng gặp nhau. Madam, chúng ta có duyên như vậy, tôi có thể nhờ cô giúp tôi việc này không? Là việc gì? Là vậy, sếp Hoàng, Hoàng Chí Kiên, anh ấy qua đời. Tôi không biết anh ấy được chôn ở đâu. Tôi cố tình mua bó hoa để cúng anh ấy, tiện thể thăm sếp Phi luôn. Ai ngờ hai người bảo vệ bên ngoài không cho vào. Cô có thể giúp tôi được không? Vào trong để gặp sếp Phi. Cô làm ơn đi. Không thành vấn đề, tôi dẫn chị đi. Sếp Phi, mời vào. Sếp Phi, cô Diệp Mỹ Quyên đến tìm anh. Sếp Phi, đúng là anh thật rồi sếp Phi. Hai mươi mấy năm không gặp, sao anh vẫn giống như xưa vậy? Anh khỏe không? Sao vậy, anh không nhận ra tôi à? Tôi là Diệp Mỹ Quyên đây. Hung thủ giết chết chồng mình ở đường Gia Thiện vào 24 năm trước. Năm xưa anh và sếp Hoàng bắt tôi mà. Nhận ra chưa? Sếp cà phê đen. Sếp cà phê đen. Người ta không còn gọi tôi với cái tên đó. Còn nữa, tôi điều tra rất nhiều vụ án, không phải vụ nào tôi cũng nhớ hết. Tôi nhớ là được rồi. Sếp cà phê đen, cảm ơn anh. Tôi nói thật mà, tôi thật lòng biết ơn anh. Năm xưa nếu không phải anh bắt tôi tống vào nhà tù mà còn ngồi hết hai mươi mấy năm trời, thì cho đến ngày hôm nay tôi cũng không tỉnh ngộ rằng lúc đó tôi thật sự đã làm sai. Chị vừa nói làm chuyện gì sai? Trước đó chị nói chị bị quan, sao giờ lại chuyển hệ rồi? Mà Đàm ơi, tôi thật sự sai. Tôi sai nhất không phải là do tôi đã giết người. Tôi sai nhất là vì tôi giết người rồi không chịu nhận. Mấy người đó nói ai ăn cơm tù lâu rồi sẽ bị điên. Tôi thấy ngược lại thì có. Tôi càng ngồi tù sẽ càng thông minh. Thật ra khi cô chịu nhận lỗi, chịu đối diện thì cô thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Cho nên tôi thề trong đó rồi. Thề nếu có ngày ra tù, tôi nhất định sẽ tìm sếp Hoàng và sếp cà phê đen, nói cảm ơn ở ngay trước mặt của họ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cô nghĩ thông suốt rồi. Tôi chúc mừng cô. Nếu không có gì, tôi còn phải làm việc. Được được, tôi không quấy rầy anh nữa. Tôi muốn thể hiện lời cảm ơn của mình. Nhưng tôi không có gì giỏi. Chỉ giỏi nhất là nấu canh. Nên tôi nấu canh này mời anh uống. Đây là canh xương bả vai nấu bong bóng cá. Hạ quả nhuận phổi đó sếp à. Sếp phải uống đó nha. Tôi đang làm việc, không uống canh. Nhìn cái gì? Không có gì làm mà. Tôi biết, tôi biết. Sếp cà phê đen, tôi ngồi tù hai mươi mấy năm không trông mong gì. Chỉ mong ra tù có thể đích thân cảm ơn anh thôi. Có vậy mà anh cũng không cho tôi được toại nguyện sao? Anh uống một ít đi. Uống một ngụm là tôi về liền. Cô làm gì vậy? Tôi xin lỗi, có chuyện gì? Không, tại tôi thấy cái nắp dơ quá. Tôi xin lỗi sếp cà phê đen, xin lỗi anh. Đừng gọi tôi tên đó nữa. Coi như tôi uống canh rồi. Cô về đi, tôi đưa chị ra ngoài nha. Đinh Tiểu Hải, cô rảnh lắm phải không? Tôi ra ngoài làm việc trước đây. Tôi dẫn chị đến phòng rập xem các thứ khác nữa. Cậu Đức, đúng lúc quá. Dạ anh Quân, đem đến phòng rập đi. Ông chủ, đều là bộ mô hình rất dễ làm. Đúng vậy, tôi làm việc nhanh lắm, không lười biếng. Tôi chỉ là ngồi tù qua thôi. Ngồi tù thôi mà, tôi cũng ngồi vậy. Cái gì? Đúng vậy, ngồi tù qua rồi. Không chỉ cậu Đức đâu, thì người anh cai quản chỗ này, tôi cũng từng ăn cơm tù mà. Cũng là người bị du quan. Cho nên tôi cũng giống như cô, ghét nhất bị người ta đổ quan. Ngồi qua tù không nhầm nhò gì, quan trọng nhất là phải ngẩng đầu làm người. Tôi thấy chị muốn cảm ơn sếp Phi như vậy. Tôi biết anh ấy thường đến một quán trà. Chị còn muốn nói gì ở ngay trước mặt anh ấy không? Có.
Có. Cô à, là cô à. Sao, độc chết con chuột đó chưa? Chưa được. Có cần mua thêm một chút không? Không cần. Lần này tôi muốn mua một con dao. Một con dao có thể chém được. Cô muốn cắt thịt hay là chặt xương? Chặt xương. Alo, sếp Phi. Anh đang đi uống trà phải không? Không có, chỉ hỏi thôi, không có gì. Được, tạm biệt. Anh ấy đang trên đường đến đây. Cảm ơn cô, madam. Gọi tôi Tiểu Hải được rồi. Nếu chị không ngại, tôi kêu chị là chị Quyên nha. Như vậy, gần gũi hơn. Thật ra tôi rất muốn biết chuyện này. Vụ án năm xưa của chị, sếp Phi và sếp Hoàng điều tra như thế nào? Sao chưa gì họ đã biết chị giết người nhanh như vậy? Họ là thần thám mà. Phá án tất nhiên nhanh hơn người khác rồi. Không phải. Tôi thật sự cảm thấy họ lạ lắm, giống như có cái gì đó. Hơn nữa tướng là do tâm sinh. Tôi cảm thấy chị là người tốt, chắc chắn chị vô tội. Mẹ à. Sếp Phi, lúc nãy tôi gọi điện cho anh là muốn rủ anh uống trà. Anh đi đâu vậy? Vào đây trước đi. Anh à, sếp Phi như cũ, cà phê đen nóng, sandwich nhiều bơ, đẩy nướng khét một chút nha. Tôi xin lỗi sếp cà phê đen, hồi nãy làm ướt áo của anh. Tôi mời anh uống cà phê coi như xin lỗi anh. Sếp Phi, gọi sếp cà phê đen là vì anh thích uống cà phê đen sao? Hay là như vậy, lần sau chúng ta dẫn theo chị Quyên đi cúng sếp Hoàng được không? Vậy cũng được, cảm ơn cô. Cô biết anh ấy chôn ở đâu? Cúng đâu cần tổ chức đoàn đi. Sếp Phi, cà phê đen. Anh uống đi, được rồi. Cô muốn cảm ơn tôi phải không? Cà phê tôi uống rồi. Tôi đã nhận tấm lòng của cô. Vậy nha. Sếp Phi. Sếp Phi. Bỏ đi Tiểu Hải. Sếp cà phê đen bận rộn lắm. Kệ anh ấy đi. Vậy để tôi uống trà chiều với chị. Chị ăn gì cứ kêu. Tôi đi toilet trước. Đúng rồi ông chủ. Tại sao năm xưa anh bị quan ngồi tù vậy? Lúc đó tôi nghèo, không có tiền thuê luật sư, cho nên ngồi tù. Sau đó thì sao? Sao là sao? Anh bị ngồi tù quan, anh không muốn trả thù sao? Sự việc lâu rồi, giải quyết rồi. Giải quyết thế nào? Đinh Tiểu Hải, chuyện gì nữa? Alo. Alo. Chuyện gì vậy? Sếp Phi sao rồi? Sếp Phi có chuyện gì không? Có cần đưa đến bệnh viện không? Anh hại tôi ngồi tù quan hết 24 năm. Anh chết không được yên thân. Sếp Phi sao rồi? Anh chết không được yên thân. Chị Quyên có chuyện gì vậy? Chị uống nước đi. Lúc nãy sếp Phi tha cho chị đó. Chị đánh lén cảnh sát. Chị muốn trả thù thật sao? Chị sẽ ngồi tù tiếp. Nửa đời sau của chị không còn nữa đâu. Lúc nãy chị nói mất đi con gái. Thì ra chị có một đứa con gái à? Tôi xin lỗi, xin lỗi chị. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện buồn. Hay là tôi đưa chị về nghỉ ngơi nha. Nhà trọ chị ở Du Ma Địa hay là Thăm Thủy Bộ? Thật ngại quá. Nè, chị cầm đi. Hay là như vậy, chị đừng về nhà. Chị như vậy tôi sợ chị làm chuyện dại dột. Chị đến nhà tôi đi, tôi sẽ chăm sóc chị. Nè, đi thôi. Chị Quyên, chị có thích uống canh không? Tôi định tối nay nấu canh đó. Để tôi phụ cô. Chị nghỉ ngơi thêm một lát đi. Đủ rồi. Để tôi nấu giùm cô cho. Thật ra hồi đó tôi nấu ăn ngon lắm. Chỉ là bỏ nấu nhiều năm rồi. Vậy cũng được.
Tôi làm món sườn hấp quả mơ. Chị dầm nát mơ giùm tôi, sau đó bỏ hộp rồi đổ tỏi vào là được rồi. Cô ăn được cay không? Lúc trước tôi nấu ăn tôi thích thêm chút tương ớt hột, vì để nó chua chua thêm chút cay ăn ngon lắm đó. Chị thích ăn như vậy à? Đúng, tôi cũng vậy. Chúng ta hợp nhau quá. Chị còn thích nấu món gì nữa? Sở trường là món gì? Không có sở trường gì đâu. Tôi thích nhất là nấu canh. Tôi thích nhất là ăn sát canh. Cho nên mua thịt thăn heo tôi sẽ mua loại có gân. Đúng vậy, tôi cũng vậy. Tôi cũng thích ăn sát canh lắm. Cô cũng vậy à? Bỏ đi thì uổng lắm. Tất nhiên rồi, tôi đi lấy tương hột ớt cho chị. Nhà của Đông Đông. Tiểu Hải, con đừng đứng ở đây nữa, vào trong đi. Cô Trần ơi, mẹ con đi đâu rồi? Tại sao con ở trước cổng đợi mẹ mỗi ngày? Mẹ con đều không quay lại đón con vậy? Anh coi khi tôi nhắm mắt lại, có phải nhìn rất giống chị Quyên không? Biến thái quá, chụp lén người ta khi ngủ. Chị Quyên nói vì ngồi tù nên mất đi con gái. Chị ấy vào tù 24 năm trước. Mẹ tôi cũng là đưa tôi đến công viên viện 24 năm trước. Anh không thấy trùng hợp lắm sao? Cho dù là vậy cũng đâu chứng minh được gì. Tôi còn có thứ chứng minh nữa. Khẩu vị của hai chúng tôi rất giống nhau. Làm món sườn hấp mơ phải bỏ thêm tương hột ớt. Cũng rất thích nấu canh. Còn thích ăn sát canh nữa. Nếu không phải là mẹ con, đâu hạp đến như vậy. Vậy mà cô cũng nói cho được. Thật ra nếu cô muốn biết, tại sao không hỏi thẳng chị ấy? Nói hỏi là hỏi sao? Hơn nữa bản thân tôi cũng rối bời. Mỗi lần nhắc đến con gái chị ấy đều rơm rớm nước mắt. Bây giờ chị ấy mới bình tĩnh trở lại. Ăn được cũng ngủ được. Chuyện này để sau mới hỏi đi. Đậu nành nhà Tiểu Hải làm đây. Cảm ơn. Bổn Thảo Cương Mục cũng nói lợi khí hạ thủy giải trăm độc. Nè, vô nhảy của anh đây. Cảm ơn cô. Thái Thật của anh đây. Cảm ơn cô. Có phần của tôi không? Sếp ưng. Có, của anh đây. Sếp ưng tốt như vậy đến thăm chúng tôi à? Tất cả nghe đây. Kể từ hôm nay, tôi sẽ quay lại tổ trồng án làm việc. Thật sao? Vậy thì tốt. Súng thần của chúng ta về đội rồi. Chúng ta cạn ly. Cạn ly. Anh kia, tay anh bình thường chứ? Vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ được 80% thôi. Vậy cậu về đây làm gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đậu nành hôm nay hết rồi, không có phần của anh. Ai ký duyệt cho cậu về? Là sếp quả. Đây là giấy đồng ý anh ấy ký tên. Vậy cũng không có nghĩa cậu đủ tư cách vào tổ này. Sếp Phi, tôi có đủ tư cách hay không thì phải phán đoán từ biểu hiện của tôi. Tôi đã cam đoan với sếp quả, tôi có lòng tin trong thời gian ngắn sẽ tập thành công. Nhất định cầm lại súng, trở lại tổ trọng án làm cảnh sát tốt nhất. Nói thôi. Tôi muốn lập tức phán đoán ngay bây giờ. Pimper, cô giật tay với cậu ấy. Cậu thắng cô ấy, tôi mới suy nghĩ cho cậu tham gia tổ này. Được. Tráng lên. Tráng lên đi. Tráng lên. Tráng lên. Tráng lên sếp ưng. Tráng lên. Đúng rồi. Tráng lên nữa đi. Tráng lên. Tráng lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Tráng lên. Tráng lên. Tráng lên. Xin lỗi sếp ưng. Không sao. Ba bàn thắng hai đến được tôi. Tiểu Hải, ngồi vô, ngồi vô. Tôi sẽ ra sức. Đang chơi à? Cậu ấy không thắng nổi Piper. Làm sao cầm 250 đây? Làm sao bắn đây? Làm sao ra ngoài làm việc? Hồng Kông có 30 mấy ngàn cảnh sát. Tôi không tin ai cũng có chuột, ai cũng là thần súng. Tại sếp ưng từng bị trúng đạn, chưa khỏi hẳn nên mới như vậy thôi. Cậu ta ra ngoài làm như vậy, nếu có chuyện gì, không những hại chết bản thân mà còn hại chết chúng ta nữa kìa. Anh nói hơi quá thôi. Đâu phải ngày nào cũng bắn súng đâu.
Còn nữa, bà nội tôi nói cảnh sát chú trọng là tinh thần đoàn đội. Anh không được thì tôi chi viện anh, tôi không được thì anh chi viện tôi. Bây giờ tay sếp Ưng chưa khỏi hẳn, cả đội chúng ta chi viện. Đúng vậy, bình thường anh ấy giỏi như vậy, ngày mai là khỏi hẳn thôi. Tôi cần cô cậu phục tùng, chứ không phải tranh cãi với tôi. Alo. Được. Được. Chim sa chủy có vụ xả súng, hành động lập tức xuất phát. Cậu không cần theo, mất công cậu liên lụy mọi người. Cô thích chi viện cậu ấy mà, ở lại với cậu ấy đi. Lục ra các vụ xả súng 10 năm đổ lại đây, học thuộc cho tôi. Xuất phát. Dạ. Cảnh sát phong tỏa, không được vượt qua. Xui quá Eagle không có ở đây. Mấy vụ này anh ấy rất rành. Chị Nguyên chào buổi sáng. Thời tiết nóng nực, uống nước nhiều vào. Tình hình thế nào? Vụ xả súng, một người chết một người bị thương. Người bị thương tên Tôn Mậu Sinh, nhà tỷ phú nha. Là vệ sĩ của anh ta. Pháp chứng vũ khí các cậu nhìn ra gì? Nạn nhân bị trúng hai phát, cường ly gần, tinh trạng không hơn 3 thước. Tôn Mậu Sinh thì sao? Bị trúng một phát ở tim nhưng không chết được, đã đưa đến bệnh viện. Dũng máu đằng kia là vị trí anh ta trúng đạn. Vụ án xả súng tại siêu thị 8 năm trước, bảo vệ bị bọn trộm bắn chết. Thì ra lúc đó vợ của bảo vệ có bầu. Đúng là bất hạnh trong bất hạnh. Lúc nãy tôi nhìn thấy có 9 viên đạn trỏng, không phải bắn từ súng cảnh sát. Hung thủ không phải chỉ bắn 3 phát đâu. Đúng lúc có 2 đồng nghiệp đi qua, vậy là xả súng với hung thủ. Có một đồng nghiệp đã bị thương. Đồng nghiệp đã kiểm tra vỏ đạn tại hiện trường. Chúng tôi đoán hung thủ đã bắn 6 phát vào cảnh sát. Có lẽ bắn hết đạn rồi mới bỏ đi, cho nên hung thủ tổng cộng bắn 9 phát. Vậy tức là không phải vệ sĩ đã cứu Tôn Mậu Sinh, mà là đồng nghiệp chúng ta đã cứu anh ta. Sếp Ưng, anh đang vẽ gì? Hiện trường vụ án hôm nay, sao anh biết chỗ đó là hiện trường vụ án? Thái Thần gửi hình cho anh sao? Thái Thần, cậu ở lại hiện trường. Võ Dương khổng lồ, đi xung quanh xem có người nào chứng kiến thấy không. Pimper, cô đến bệnh viện xem tình trạng của Tôn Mậu Sinh. Có tin tức gì lập tức nói tôi biết. Dạ sếp. Trong tủ lạnh có đậu nành và cam dắt, chị đừng khách sáo. Cơm trưa tự hâm nóng ăn nha. Tối khi nào đói bụng điện cho tôi, chúng ta ăn chung. Sếp Phi đã lấy băng ghi hình của tòa nhà cao ốc gần đây, có lẽ sẽ có phát hiện. Chúng tôi có hỏi những người làm việc gần đây, họ nói hung thủ đeo bao tay, khẩu trang và đội nón, không nhìn thấy mặt, nhưng mà họ nhìn thấy trên cổ nạn nhân có vết xăm. Khu vực này có nhiều cao ốc, thích hợp nhất bắn mục tiêu bằng súng bắn tỉa với khoảng cách xa. Nhưng mà sát thủ càng có lòng tin, càng chuyên nghiệp thì sẽ chọn bắn mục tiêu ở cự ly gần, như vậy mới không có sai sót. Hắn chọn bắn trong vòng 3 thước, nhất định là một sát thủ lợi hại. Súng hung thủ sử dụng quả lực rất mạnh, tài bắn chính xác rất chuyên nghiệp, 90% là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như tôi đoán không sai, vệ sĩ lúc đó không phải đang bảo vệ chủ của mình, mà là làm biến hút thuốc. Sát thủ cố tình nhân lúc anh ta ở một mình ra tay giết anh ta. Một phát bắn ngay tim vệ sĩ, để đảm bảo vệ sĩ đã chết. Sát thủ không muốn ai ngăn cản hắn giết người, cho nên cố tình giết vệ sĩ trước, sau đó mới đối phó mục tiêu của mình, lại ở đây hút thuốc nữa. Súng ngắn, bắn 9 phát là hết đạn. 9 viên đạn. Quả lực rất mạnh, hắn sử dụng một khẩu Eagle. Tôi phải lập tức đến bệnh viện. Anh đến bệnh viện làm gì? Có cần tôi giúp không? Không cần, nguy hiểm lắm, cô ở đây đi. Tay anh vẫn chưa khỏi, nguy hiểm lắm, tôi chi viện cho anh. Không phải cô sợ nguy hiểm nhất sao? Tôi cũng sợ bạn tôi có nguy hiểm mà. Nhưng lúc tôi chưa thay đổi quyết định, anh mau đi đi. Được. Nhưng cũng phải chuẩn bị đầy đủ trước đã. Là cô nói với phóng viên Tôn Mậu Sinh phẫu thuật xong vừa mới tỉnh lại sao? Không phải sếp Phi, không phải tôi nói. Là phóng viên tự nhận được tin rồi nói ra thôi. Tôi muốn cản cũng không được nữa. Bây giờ cả thế giới đều biết anh ta tỉnh. Hung thủ nhất định cũng biết. Hắn nhất định sẽ đến đó giết thêm lần nữa. Chú ý tất cả người khả nghi. Tôi và Thái Thần đang đến đó. Dạ sếp.
Mẹ ơi, mẹ ơi. Timber nói tôn mộ sinh tỉnh lại, bị đội săn tinh công khai nói rồi. Hung thủ sai súng Eagle. Hắn làm việc nhất định sẽ làm tận gốc, sẽ đến đây để giết cho bằng được. Xin lỗi, xin lỗi. Cổ có hình xăm, sát thủ. Phim được dịch dừng tay và lồng tiếng tại phim TV. Đứng yên, anh cử động nữa tôi bắn chết anh. Tôi kêu anh dừng tay. Giơ tay lên. Tôi kêu anh giơ tay lên. Sếp ưng, có sao không? Cho anh khẩu Eagle, anh cũng không cầm nổi. Làm sao làm cảnh sát? Đừng, đừng mà, đừng, đừng, đừng. Tiểu Hải, không sao chứ? Không sao. Vừa rồi tôi suýt chết. Khổng lồ, đi tìm bác sĩ. Dạ sếp. Cô sao rồi? Cảm ơn anh sếp ưng. Quan trọng là cô không sao. Sếp ưng, anh bắn giỏi vậy. Tay trái cũng có thể cầm Eagle bắn. Gì đây? Mời cậu về Tân Bốc à? Làm việc đi. Dạ sếp, mau lên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cô qua đó ngồi đi. Được, cảm ơn. Sao lâu vậy? Vụ lớn vậy, đương nhiên tôi phải kêu bác sĩ kiểm tra toàn thân rồi. Vậy có sao không? Không sao, chỉ hơi quản thôi. Cũng may anh kêu tôi mặc áo chống đạn, nếu không tôi bị bắn khiêng ra rồi. Sau này có chuyện gì tôi cũng phải mặc áo chống đạn đi làm. Vậy thì không cần, cô ở văn phòng là an toàn rồi. Tưởng tôi là anh à? Ở văn phòng cũng phá án được. Chỉ nhìn mấy tấm hình được gửi đến là đoán ra sát thủ sẽ đến bệnh viện. Anh đúng là thần thám. May mà Thái Thần gửi tài liệu thôi. Sếp Phi cũng hay dẫn Thái Thần đi theo phụ. Đâu thấy anh ấy bắt được tội phạm. Còn nữa, trước đây liều mạng và đấu với sát thủ là anh. Anh ta đã làm gì? Chẳng qua bây giờ anh ta ở bên ngoài ba qua với phóng viên. Anh nói có quá đáng không? Không sao, tôi chỉ muốn về tổ trọng án. Đúng rồi, hồi nãy sếp Phi tận mắt thấy súng thần tay trái của anh. Tôi nghĩ anh ấy không thể ngăn cản nữa. Nhưng nói nãy giờ anh chưa trả lời tôi, tại sao tay trái anh có thể cầm được súng? Khẩu Eagle nặng như vậy, đừng nói với tôi anh vừa luyện đã thành nha. Phải rồi, tại sao anh biết dùng tay trái cầm súng còn bắn chuẩn xác vậy? Đặc biệt luyện đó. Vậy tại sao luyện tay trái? Em dùng tay phải cầm súng. Anh không luyện tay trái, đâu còn tay giữ chặt em.
Đúng 1 giờ. Chuẩn bị. Hết. Rõ. Cảnh sát hành động, tất cả đứng yên. Địa chỉ IP dùng email gửi video Hoàng Chí Kiên bị giết tới sở cảnh sát đã tìm thấy rồi. Tài liệu nằm trong USB. Sếp Phi, tìm hết rồi, không có vũ khí. Lúc này thì có tìm ra Trương Quân không? Lại bàn hợp tác, lại nói cho anh manh mối để bắt đồng bộ mua bán vũ khí. Người đâu? Hàng đâu? Anh Quân, chuyện gì vậy? Bị dính kế rồi, mọi người rút. Rõ. Anh em tốt của anh đang gạt anh. Bây giờ Trương Quân đang ở đâu? Có đang ăn một bữa lớn không? Anh đừng nói với tôi là anh không biết. Anh gọi toàn bộ đội cảnh sát tới đây. Anh phải cho sếp quả câu trả lời. Mới nhận thông tin sếp quả bị bắn chết rồi. Cái gì? Bi, Bi, có chuyện gì? Sao lại thế này? Bi, ráng chút. Hên là không bị thương tới gần cốt đó. Nhưng tại sao lại bị như vậy? Có phải do Max làm không? Tên phản bội đó bị Bandora mua chuộc rồi. Lần này bị đánh lén cũng là do hắn. Sau khi tan cuộc, hai chúng tôi trốn đi, không dám đi đâu hết. Nè, làm gì đó? Gọi điện thoại báo cho Lucky. Đừng điên. Đã nói đừng gọi mà. Cảnh sát đang theo dõi còn gọi nữa. Chúng ta cũng chết chắc đó. Vụ bắn súng lần trước bị anh Quân phát hiện. Bây giờ vũ khí ở đâu cũng không biết nữa. Biết làm gì? Chúng ta cùng kiếm một lô hàng mang đi bán. Dù gì anh Quân cũng không quan tâm chúng ta. Bây giờ không biết hàng ở đâu thì có tác dụng gì chứ. Nè, hay là quay về sân giả chiến coi thử. Nói không chừng có manh mối. Đã bán đứng chúng ta còn muốn theo đuôi chúng ta. Lúc đầu tôi không biết hắn phản bội. Sau xe có tiếng lạ, đi xem có chuyện gì không. Sau đó chúng tôi đi rất lâu thì phát hiện cốp xe có rất nhiều tiền. Tôi hỏi hắn có được từ đâu. Hắn không chịu nói. Sau đó Max không nói gì, chỉ nổ súng bắn tôi. Nè, hên là tôi đi nhanh, chỉ bị thương cánh tay, nhưng bị lăn xuống núi ngất xỉu. Bây giờ hắn ở đâu? Sau khi bắn, hắn chạy xe đi lấy vũ khí. Chắc là đã ra tay rồi. Không thể nào. Hắn không thể nào đụng vô lô hàng đó. Hắn có Bandora giúp đỡ, không thể coi thường. Tôi chết cũng phải về gặp hai người. Muốn nói hai người canh kỹ hàng của anh Quân. Hai người mau đi xem đi. Xem đi, hàng vẫn còn đầy đủ. Ở đây nè. Thì ra là giấu ở sân giả chiến. Sau lần trước cậu nói với tôi đã để ở gần nhất, tự mình trông coi mà.
Max sẽ không dễ dàng trộm được đâu. Yên tâm, có chúng tôi canh chừng, hắn không dễ dàng tìm ra đâu. Cậu không cần lo, nghỉ ngơi đi. Tên đó dám hại chúng ta như vậy, tôi nhất định phải bắt hắn về giết hắn mới được. Tất cả thuận lợi. Tốt, thực hiện theo kế hoạch. Yên tâm đi Bi, bây giờ anh Phi là người bên phe mình. Anh ấy cố tình về đây cùng chúng ta nghĩ cách cứu anh Quân. Chuyện anh bị Max bắn bị thương, tôi đã kể cho anh ấy nghe. Cậu kể lại tôi nghe tình hình lúc đó đi. Có lẽ sẽ tìm được manh mối. Lúc đó tôi và Max đang cãi về việc có cần quay về tìm chứng cứ không. Sau đó phát hiện cốp xe sau có rất nhiều tiền. Ai ngờ nó không nói không rằng rút súng bắn tôi. Trong đó có bao nhiêu tiền? Lúc đó làm gì có thời gian đếm. Sau khi bắn cậu, nó có xuống xe kiểm tra cậu chết hay không chưa? Anh Phi, anh hỏi này nọ có phải anh không tin tôi không? Chỉ hỏi cho ra lẽ thôi. Cậu bị thương như vậy, sao lại không tin cậu chứ? Xin lỗi, quên mất cậu bị thương. Lát nữa mới hỏi đi, Lucky mới mua cháo trắng đó. Rửa mặt xong thì ăn đi. Đi thôi anh Phi, rồi đi ăn đi. Nè, không được, chỉ một tay mà cầm nhiều vậy. Chỉ bị thương thôi, đâu phải tàn phế. Đừng nói gỡ, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói. Tôi thấy tên phản bội đó bắn người của mình đến như vậy, đúng là mất hết tình người. Lucky, đừng giận, uống đậu nành đi. Tôi mà gặp nó, băm nó thành 25 khúc. Đúng rồi anh Phi, có tìm được Max không? Giống như biến mất khỏi thế giới này. Đáng lý sau khi bắn Bi rồi, phải có hành động mới đúng. Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Tôi muốn biết Bandora là ai. Anh đừng mong tôi nói cho anh biết. Max ở đâu? Tại sao cậu phản bội anh Quân? Bandora muốn gì chứ? Được, 12 giờ rưỡi trưa gặp nhau. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Việt Nam. Cho hỏi anh có phải Tony Au không? À. Phải. Có nguy hiểm, tìm cách thoát. Anh ta làm gì vậy? Bị cho leo cây sao?
Tony, chúng tôi là cảnh sát. Tôi là sếp Thái Dương của tổ trọng án. Chúng tôi đến giúp anh. Anh yểm trợ em. Em dẫn Tony chạy trước. Cảnh sát, đứng yên. Có chuyện gì? Bị chết rồi. Chết rồi. Tại sao vậy? Bị cảnh sát bắn chết. Nghe nói nó muốn giết nhân chứng quan trọng của cảnh sát. Chúng ta ngu quá. Đi tin lời nó thì ra nó mới là tên phản bội. Anh nói xem bây giờ Matt như thế nào. Có lẽ Matt đã... Bây giờ anh Quân phải làm sao? Bây giờ không có chứng cứ, lại không bắt được ai, anh Quân có thể sẽ ngồi tù. Sau này chúng ta không còn gặp lại anh ấy nữa. Hay là chúng ta đi cướp ngục? Tôi đi cầm hai khẩu AK. Nè, cô bình tĩnh đi. Lúc này kêu tôi bình tĩnh sao được? Tôi cũng không thể để anh Quân có chuyện. Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Năng lực của Bandora muốn giết một nhân chứng sao có thể không được? Trong này nhất định có vấn đề. Không một ai biết Bandora làm chuyện này. Chỉ biết Câm và Bi và anh Quân. Lần này anh Quân chịu trận rồi. Lợi hại nha sếp Phi. Tìm được một nơi bí mật như vậy. Có bí mật gì nói với tôi không? Có việc gì tìm tôi giúp đỡ sao? Tạ Mạnh Khang, Hứa Thảo Sương, đứng yên, đứng yên. Giơ tay lên. Sếp Phi, giúp tôi. Anh đang nghỉ phép không có súng. Anh cẩn thận. Giơ tay lên. Đứng yên, đứng yên. Tiểu Hải, cất súng vô. Người quen hết. Quen cái gì? Chúng ta là cảnh sát, họ là cướp. Tôi muốn cô giúp tôi. Giúp anh cái gì? Tôi không làm nội gián đâu. Nè, trả súng cho tôi. Tiểu Hải nghe tôi nói, hiện giờ Bandora có một lô vũ khí rất lớn, nên đã trở thành tập đoàn tội phạm nguy hiểm nhất. Họ cũng vậy. Hay là hai người cho tôi còng tay trước đi. Thật ra tôi đã nấu canh, tính đem đến sở cảnh sát. Đã lâu họ không uống canh rồi. Hay là vậy đi, tôi coi chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra. Hai người chạy mau đi. Nhưng mà làm ơn trả súng lại cho tôi. Làm ơn đi, không có súng là tôi tiêu đó. Mà đàm chết tiệt. Nếu không phải anh Phi nói tin cô, tôi mới không hạ thấp mình đến cầu xin cô đâu. Cầu cái gì, tôi không biết cô nói gì. Tôi xin cô lập tức giúp chúng tôi cứu anh Quân. Nếu không tôi sẽ bắn chết cô. Cái gì, kêu tôi cứu Trương Quân? Cô kêu tôi đi cướp ngục, không được. Tôi không làm được. Tôi còn muốn lãnh lương cảnh sát. Tại sao lại như vậy? Lúc đầu tôi chỉ muốn lấy một tấm chồng tốt. Tại sao lại bắt tôi làm hắc cảnh chứ? Tay cầm súng quan trọng nhất là phải giữ yên. Tim đập và hơi thở đều phải thật chậm. Tập trung cao độ. Mỗi một cơ bắp trên cơ thể, mỗi một động tác đều phải nhắm thẳng vào mục tiêu. Có phải vì chị Đồng cũng xài súng trường cho nên anh chị mới hạp nhau không? Chúng ta đều là con gái. Tôi hy vọng cô sẽ hiểu. Tôi thật rất lo cho anh Quân. Tôi không muốn anh ấy có chuyện gì. Tôi xin cô, xin cô giúp tôi cứu anh Quân được không? Sau khi giúp tôi cứu anh Quân rồi, tôi sẽ cho cô bắt tôi. Mấy người muốn tôi giúp sao đây? Chỉ muốn cô nói hết tôi nghe thông tin của vụ án. Được, phó thác cho ông trời. Hình thì bắt sếp Phi, chữ thì thả sếp Phi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đâu mất rồi?
làm lại. Không có xu, làm sao bây giờ? Sao tối vậy? Thì đó, sao tối vậy? Sao tối vậy Tiểu Hải? Đúng là tối lắm. Đúng rồi, tối rồi. Sao cô còn ở đây? Đúng là kiếm sống khó thật. Cũng không dễ gì ha. Ai cũng vậy thôi. Cô muốn đến sao chép dữ liệu trong vi tính của sếp Phi à? Sao chị biết? Cô đang cầm dây truyền dữ liệu. Nhưng mà tôi nhớ lần trước đã sao chép hết cho các cô rồi. Vì thiếu người, Madame Phương đã phái người của đội B cùng điều tra. Cái này sao chép cho họ xài đó. Thì ra là vậy. Vậy cô chỉ cần đoạn clip thôi hay là toàn bộ dữ liệu của ổ cứng? Toàn bộ được sao? Tất nhiên được, chúng tôi phối hợp điều tra mà, còn gì không? Vậy thì lấy luôn tất cả báo cáo của các cô điều tra vụ án Sếp Phi có được không? Không thành vấn đề, đưa tôi. Cảm ơn nhiều. Uống loại này đi. Không biết em may mắn hay là anh may mắn. Không ngờ súng của sát thủ bị kẹt đạn không bắn được. Đáng lý là họ đến giết anh. Bây giờ giống như trở thành em giúp anh giết hắn vậy. Thật kỳ lạ. Thật ra giết người có cảm giác gì? Hình như là lần đầu phải không? Đừng căng thẳng quá. Chuyện gì cũng có lần đầu mà. Anh không có gì, cảm ơn em. Hộp kẹo này được không? Loại kẹo này em con kêu con mua cho nó hoài. Nhờ mẹ đưa cho nó giùm con. Sếp Phi, tôi tin anh vô tội. Tôi cũng muốn trả sự trong sạch cho anh. Nhưng tôi vô dụng, tôi không giúp được cho anh. Tiểu Hải có lỗi với anh. Sếp Phi, Đỗ Nhất Phi, anh hết đường thoát rồi. Theo tôi về sở cảnh sát. Xin lỗi anh, Sếp Phi. Thật không ngờ tôi làm cảnh sát mấy chục năm, làm nội gián 12 năm lại bị bại trong tay một cô cảnh sát không dám nổ súng như cô. Đúng là không ngờ thật mà. Anh đừng nói như vậy sếp Phi. Tôi xin lỗi. Thực ra tôi cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà tôi hậu đậu quá. Tôi đã sao chép hết toàn bộ ổ cứng rồi. Nhưng mà vì tay chân tôi hơi lúng túng, cuối cùng toàn bộ dữ liệu đó rơi xuống đất, nên bị Madame Phương họ phát hiện. Anh tìm một người nhát gan như cô ấy giúp anh. Cũng mắc cười thật đó. Sếp Eagle, tôi chỉ bắt chước cậu thôi. Lần trước cậu cũng gạt Tiểu Hải mà. Nhưng cậu lợi hại, cậu thoát được. Tôi thì không thoát. Tôi lợi hại không phải vì tôi thoát được, mà là vì tôi không hề giết người. Anh nghĩ xem nửa đời còn lại làm sao sống trong tù đi. Alo Madam, chúng tôi bắt được Đỗ Nhất Phi rồi.
Đỗ Nhất Phi, đứng lại. Anh mà chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Còn chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Anh còn chạy là sẽ biến thành tội phạm. Đúng là không thể đoán ra được. Hôm nay chính là cậu nói những lời này với tôi. Anh hiểu cảm giác của tôi ngày hôm đó rồi chứ? Cậu nên hiểu cảm giác của tôi ngày hôm nay. Biết cái gì là thân bất do kỷ. Tôi không hề muốn đi. Là các cậu bắt lầm người. Đừng so sánh tôi với anh. Tôi không hề giết Hoàng Chí Kiên. Bây giờ anh là hung thủ, không phải tôi. Tôi không phải là Bandora. Bây giờ tôi cũng đang đi tìm hắn, tìm ra hung thủ chân chính. Cậu hãy để cho tôi đi. Cậu thà bắn tôi cũng không tin tôi. Anh cũng biết rồi. Tôi chỉ không muốn anh càng làm càng sai, rồi không thể quay đầu được. Cậu dùng não để suy nghĩ đi. Nếu tôi giết Hoàng Chí Kiên, tôi đã cho cậu vào tù ở luôn tới hết đời rồi. Tại sao còn phải gửi đoạn băng đó tới sở cảnh sát để cứu cậu? Nếu tôi là người gửi đoạn băng, tại sao tôi còn kêu Tiểu Hải đi sao chép? Tại sao chứ? Bây giờ cậu bắt tôi, coi tôi là Bandora, thì Bandora thật sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cậu biết trong tay hắn có bao nhiêu vũ khí không? Anh không cần nói nhiều. Hôm nay dù thế nào tôi cũng không để cho anh đi. Muốn dụ dỗ lừa gạt cái gì? Anh có thể về sở cảnh sát rồi chơi từ từ. Nếu anh còn ép tôi bắn phát thứ ba, tôi dám đảm bảo với anh, phát này sẽ bắn trúng. Sếp ưng, anh đừng tiến lên nữa. Anh tiến lên tôi nổ súng. Đinh Tiểu Hải, cô làm gì vậy? Bỏ súng xuống. Không bỏ. Cô là cảnh sát. Bây giờ cô lại vì một tên tội phạm mà chỉ súng cho đồng nghiệp của cô. Anh bình tĩnh đi. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Sếp Phi nói cũng có lý mà. Anh không thấy vụ án này có quá nhiều điểm nghi vấn sao? Chúng ta làm cảnh sát không có nghĩa là luôn luôn đúng. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta có trách nhiệm là phải theo mệnh lệnh của cấp trên. Bắt tội phạm về rồi từ từ điều tra. Nếu anh ta vô tội thì tòa án sẽ xử vô tội, có gì là sai? Sao anh cứng đầu vậy? Chính anh cũng từng bị người ta vu oan, anh cũng từng bỏ trốn đó. Sao anh không thể làm giống tôi lúc đó, giúp anh ta chứng minh sự trong sạch? Cô không cần giải thích. Tôi không phải cô, tôi không hành động cảm tính. Hơn nữa tôi không tin anh ta vô tội. Anh đừng tiến lên, tôi sẽ nổ súng. Tôi sẽ nổ súng. Cô làm gì vậy? Cô điên rồi. Cô dám bắn tôi. Tôi từng cứu cô. Đinh Tiểu Hải, tránh ra cho tôi. Tôi không tránh. Anh biết mà. Tôi đã nói khẩu súng của tôi là súng lương thiện. Tôi không muốn nổ súng. Tôi chỉ muốn làm đúng. Tôi chỉ muốn cứu người vô tội. Tôi tin sếp Phi. Eagle, tin Tiểu Hải. Đỗ Nhất Phi, tôi dám đảm bảo với cậu nhất định sẽ bắt được Bandora. Hãy tin tôi. Coi như tôi chưa thấy gì. Cảm ơn cô. Mở khóa. Trương Quân, anh nghe đây. Thân phận của anh hiện tại là nghi phạm. Cảnh sát chúng tôi vì muốn phá án nên mới phá lệ thả anh ra một lần. Nếu sau khi ra ngoài anh có ý định, được rồi sếp ưng, đừng nói nhiều. Bớt nói đi. Tôi hiểu rồi. Tôi mà đi cậu sẽ nổ súng bắn tôi. Không lẽ cậu không nhớ hôm trước khi cậu đi qua đi lại ở rạp chiếu phim, tôi đã dạy cậu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm sao? Anh nói cái gì? Được rồi, mở khóa đi. Bandora là ai? Các người biết rất rõ. Hắn ở chỗ tối, chúng ta ngoài sáng. Ba người chúng ta ra ngoài có thể mất mạng mọi lúc. Tôi phải giữ tính mạng của tôi. Cậu phải tập trung tinh thần. Cậu có biết Bandora là kẻ thù lớn nhất của tôi không? Trước khi hắn chết, tôi không thể chết.
Coi chừng. Tôi biết cô luôn mang theo bức thư bên mình. Trong túi sách phải không? Đừng mà, đừng. Anh làm gì vậy? Nói, bức thư ở đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh là Bando ra. Thì ra cô đã biết hết rồi. Vậy thì đừng lãng phí thời gian. Bức thư ở đâu? Đỗ Nhất Phi ở đâu? Chuyện ở đây để tôi lo. Anh đuổi theo chiếc xe phía trước đi. Em cẩn thận đó. Đứng yên. Anh đồng đậy tôi nổ súng. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim nè, TV. Cậu không xử lý được đâu. Mở khóa còng tay đi. Anh đừng có mơ. Bên phải. Một nam một nữ trúng đạn. Đúng rồi. Mau điều xe cứu thương tới đây. Mau. Mày dám bắn tao? Không phải đâu. Em không muốn. Tao là anh của mày. Em không cố ý. Mày bắn tao. Mày nghĩ tao làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Vì muốn trả thù cho ba. Mày lại vì một đứa con gái mà bắn tao. Là chiếc xe này. Đừng qua đó, nguy hiểm lắm. Dám đánh trả sao? Thằng khốn. Mày có nhớ ba chết thế nào không? Mày có nhớ không? Người mà mày nên chỉ súng vào đầu là Đỗ Nhất Phi, không phải tao. Mày xuống suối vàng còn mặt mũi gặp ba không? Sếp ưng. Tỉnh lại đi sếp ưng. Tỉnh lại đi. Đi đi. Mở khóa còng tay. Chìa khóa ở đâu? Cứ mặc kệ tôi. Một người chết tốt hơn hai người chết. Đi đi. Quay đầu. Em biết. Bây giờ anh là người thân duy nhất của em. Mọi chuyện anh làm đều là chuyện sai. Trước đây bà có kết cục như vậy là tại vì bà giống như anh, đều làm rất nhiều chuyện sai. Lúc nãy em nổ súng bắn anh, bây giờ anh nổ súng bắn em. Em sẽ không trách anh. Em xin anh, anh đừng giết người nữa. Anh đừng làm chuyện sai nữa. Dừng lại đi. Mày câm miệng cho tao.